Ngay lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì như các bác theo dõi em cũng biết ý, thì em ở Bắc Giang hoa vải thiều đã lở rất là nhiều rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì quay cận cảnh cho các bác là về cái con ong ngoại nó đi khai thác mật này. Thì đây là những cái tổ ong ngoại để các bác có thể thấy là cái tốc độ đi làm của nó rất là kinh khủng. Đấy các bác ơi. Đấy thì hiện tại hoa vải thiều thì nó rất là những cái khu vực đồi lân cận này. Đấy thì hiện tại thời tiết thì trời đang mưa phùn. Đấy nhưng mà nó đi làm rất là ác. Đấy, số lượng quân đi và quân về nó cực kỳ là đông luôn. Đối với những cái thế cầu từ 8 đến 10 đây thì nó cho sản lượng mật rất là tốt. Đấy, quay qua cho các bác. Ong mùa này thì vẫn đang phải vực cho ăn phấn nhá các bác nhé. Đấy, ăn phấn đây. Đấy, đàn này là đàn thế 10 cầu này. Đấy, số lượng quân thì hiện tại nó gặp nguồn mới thì nó lên rất là kinh khủng. Đấy, các bác có thể thấy là ong nó bò lên xà cầu cực kỳ là đông luôn. Đấy, lũ con ong ngoại này thì cái năng suất và hiệu quả mật nó đem lại khá là cao. Đấy, nhưng mà cái giá thành thương phẩm so với cái nguồn mật ong lội thì nó sẽ không cao bằng ong lội các bác. Khu vực đây. Ở những cái đàn này là những cái đàn bốc lửa này. Đấy, gọi là những cái đàn gặp nguồn mới thì nó đi làm rất là tích cực. Còn về kích thước thùng ong ngoại này thì nó rất là rộng. Đấy, nó là cái kích thước cầu 48-24 ấy. Đấy, và cái trong cái thùng này thì nó sẽ để được 12 cầu không vách ngăn. Đây, quay cho các bác xem. Đây, đàn này là 2, 4, 6, 8, 9 cầu các bác nhé. Đấy, vắt ngăn thì để ở giữa. Đấy, chia ra làm 2 lô như thế này. Các bác có thể thấy là số lượng quân nó kinh khủng. Và con ong này nó rất là to. Đấy, nhiều bác thì không biết con ong ngoại đâu. Đấy, quay cận cảnh cho các bác này. Con này nó to như con ong chúa của mình ý. Tổ ong đây. Rất là đông mùa này thì đối với con ong này thì nó cũng hiện tượng nó chia đàn nó cũng nhiều như là ong lội các bạn, bởi vì nó có nguồn. Đấy, quân nó sinh sôi lẩy lở tốt thì nó sẽ để ong đực và nó đòi chia đàn. Đấy thì mùa này thì các bác làm thợ nuôi ong thì phải chỉnh chu rất là nhiều kỹ thuật nuôi ong. Đấy, đối với cả ong lội và ong ngoại. Còn về cái trại ong ngoại đây thì nó cũng có ít thôi, nó chỉ có 40 đàn thôi, đặt ở hai khu vực. Khu vực này thì gần 20 đàn. Còn khu vực ở phía bên đây là hơn 20 đàn nữa các bác ạ. Đây. Đấy, các bác có thể thấy ong nó cực kỳ là nhiều luôn. Đối với các bác ở khu vực miền Nam thì nuôi ong ngoại rất là nhiều. Đấy, ngoài miền ở miền Bắc thì đa số là nuôi ong lội thôi, ít người nuôi ong ngoại. Thì nay quay cho các bác là xem cận cảnh cái con ong ngoại nó đi khai thác mật nhá. Hiện tại thì thời tiết vẫn đang mưa đấy các bác. Đấy, nhưng mà cái số lượng quân nó đi làm thì rất là tốt. Nó đi làm tốt hơn là ong lội rất là nhiều. Đấy, cây vải trước mặt thì nó cũng lên đấy lấy rất là nhiều các bạn. Đấy, còn về cái đặc tính của con ong này thì nuôi thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, cái đặc tính của nó thì nó sẽ không tranh cướp mật của nhau. Thì để ở rất gần như thế này các bạn này. Rất gần như thế này thì nó cũng không gây ra là ảnh hưởng bị loạn quân cũng như là cắn nhau nhé. Ong cực kỳ là to luôn này. Các bác có thể thấy con ong nó gặp nguồn nó mượt lắm, nó mượt hơn là so với mùa đông rất là nhiều. Về cái ưu điểm của con ong này thì nó chịu rét rất là kém, nó kém hơn là ong lội. Đấy, mùa lạnh là nó chết rất là nhiều. Đấy thì nếu hôm nay có chân máy quay thì em sẽ nhấc một vài cầu ra để cho các bác cùng xem, nhưng mà hôm nay thì không có chân máy quay thì khó là chỉ quay qua cho các bác xem thôi. Đấy, đối với bác nào mà nuôi ong lội đấy, xem được ong ngoại thì như thế này có thích không. Mỗi một cầu này khi khai thác thì phải được tầm khoảng gần 10 lít mật các bạn. Tốc độ nó đi làm các bác có thể thấy là nó kinh khủng đến mức độ như thế này. Đấy, như là ong lội chia đàn rất là tốt. Đấy, bác nào xem được cái video này nhá, đấy, cũng làm thợ nuôi ong lội hoặc ong ngoại thì các bác có thể là đăng bình luận ở dưới cái phần video đăng tải lên đấy, xem các bác đã khai thác được mật vải vòng nào chưa. Hoặc là bác nào mà xem thấy hay thì các bác có thể là đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo của em. Còn bây giờ thì em xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.